Xin chào tất cả các bạn, tôi là Trung Tình. Đây không phải là một tựa game kinh dị, nhưng mà tôi vẫn phải hét lên. Bởi vì trong cái tựa game này, tôi sẽ dùng chính cái giọng của mình để điều khiển nhân vật. Nếu mà tôi càng nói to thì nhân vật càng nhảy cao. Và bạn có thể hét. Hát. Hình như trong lòng anh đã không còn hình bóng em ngoài ai đâu. Chơi nối từ nhà dân. Dân trí. Trí mạng. Anh ơi, dân trí là TR anh ơi. Trí mạng. Hoặc là phát ra những cái âm thanh mà nó không giống người. Và đây là tựa game Voice Control Roblox. Giới thiệu thế thôi. Bây giờ thì vào game nào. Amber có nghe được giọng anh không? Có anh. Có. Giọng của mọi người bé nhỉ. Alo. Này, cho là đi ra một đoạn này đây. Yo. Yo. Gì? Yo. Let's go. Biết cái gió này mày như nào? Tôi là em bé. Hay là từ đợi nhau vào rồi đi. Mẹ, hình như cái này còn bị delay cơ, đéo hiểu. Cái này là mình sẽ điều khiển bằng giọng nói nha mọi người. Cho nên là tay mình không cần phải điều khiển gì cả. À đây, có điều khiển đi lên. Let's go. Chịu rồi. À cao ấy. Tôi là thằng ngu. Ok. À thôi cho nó khỏe á. Không. Bây giờ các bạn phải cho một cái content đấy là mình phải hét lên một cái câu nào đấy có nghĩa. Ví dụ như Sơ Tùng. Hét yêu Thảo Linh đi anh á. Yêu Thảo Linh. Chào Amber. Chào anh. Tại sao phải nói ê mẹ. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Siêu nhân bay. Sao Amber ở đây? Em đợi anh ấy. À, được đấy. Được đấy. Chúng mình tình đấy. Chúng mình tình lắm. Tình lắm em ơi. Muốn nghe em đọc thần chú không anh Trung? Em đọc đi. Ôi trời ơi. Skibidi. Don't yes yes. Skibidi, skibidi. Don't yes yes. À bây giờ mình cười đi lên đi. Trời ơi, mình thổi. Vừng ơi. Vừng ơi, mở ra. Mở ra. Thôi. Thôi đợi nào, em bơ đi đợi. Em đợi em bơ. Khổ thân nó quá, nó mở ra. Hay tiếng chó à con. Chót tao quá. Chót tao quá. Em đánh giá là game này hao sức vãi trưởng anh ạ. Game này mệt lắm em ạ. Mệt như chó thiến. Ai, bây giờ mình đi lên theo kiểu là sẽ hát một bài không em? Sao lại là một bài hát? Khó thế. Một bài hát đi. Nối từ à? Nối từ cũng hay này. Có bạn bảo là chơi nối từ đi này. Được đấy chứ. Chơi nối từ đi. Ok. Này, giờ mình chọn đường đi. Ai đi trước? Đâu, ai đi trước? Ai? Xà bông. Bông lau. Thôi, bác chịu rồi, tự tử luôn là đẹp. May là gần spawn ngay gần đây nhá. Lau sàn. Đoạn này là phải nhảy hay là đoạn này? Cái gì đây? Không cần nhảy, đoạn này có cần nhảy đâu. Nào, sàn gì? Sàn nhà. Nhà gì có khó tí nhá. Nhà trọ. Trọ à? Vừa dùng não vừa phải cố nói to anh nhá. Trọ thì khó nhờ. Trọ bảy. Trọ đéo gì cơ? Trọ 7 em ạ. Trọ 7 là chạy bỏ. Không được. Cái trọ quá khó. Thôi được rồi, chúng ta sẽ đi lại. Bây giờ em sẽ bắt đầu tiếp. Được. Cây cọ. Cây cọ rơi luôn. Cây cọ. Cây cọ. Này, bây giờ mà tao cọ nhà xong mày tiếp tục nhà trọ là tao chịu anh nhá. Những từ ấy lặp lại rồi, mình nên thử từ khác. Được. Cọ về. Ô, lên đây luôn được này. Cố mà nhảy lên đây em nhá. Vẽ rồi. Thôi, anh bảo cố nhảy lên đây em nhảy mẹ luôn vào tia laser rồi. Ai là người lên cùng đến đây đây? À Mạnh à, chắc là Mạnh. Chào bạn nhá. Thở mãi lên đây. Ok, lên được rồi. Thằng kia thì cứ thổi. Vẽ vời anh, nhảy tiếp đi anh. Vẽ vời à? Lại đều ép vào cái đường cùng thế nhở? Vời mà anh cố tìm từ mà vẽ vời.
Vời. Thôi xong. Vời cái đéo gì nhỉ? Vẽ vời em ơi, em Mạnh ơi. Từ nào nối từ được với từ vẽ vời? Vời vợi. Vời vợi. Thôi. Mạnh này nó đéo chơi anh ơi, nó ăn gian. Ui. Nào nghĩ một từ đi anh, bắt đầu đệ. Mới nhá, lại đi. Là lại à? Lại Văn Sâm. Đây đéo phải là một từ. Rồi, đây nhầm. Sâm banh. Mẹ chơi từ tiếng Pháp à? Em định gọi là sâm dứa cơ. Nhưng mà sâm banh khó hơn. Banh nóc. Banh nóc thì chịu rồi. Nóc, ngoài từ nóc nhà ra còn từ nóc đéo gì nữa nhỉ? 2, 3. Nóc nhà. Đấy. Được. Nhà dân. Dân trí. Trí mạng. Anh ơi, dân trí là TR anh ơi. Trí mạng. Hai vãi trưởng. Mạng à? Mạng sống. Thôi, em đã cút. Khó em nha, khó lắm. Sống còn. Còn thì có okay. Từ đéo thì nổi nhỉ. Còn hơi tên thở à? Của dông giúp bạn qua được cái chỗ này. Ông mẹ thầy, thích còn tên không? Anh cũng trí mạng nữa còn gì nữa. Được, để anh. Tên cốt. Tên gì cơ? Tên cốt em ạ. Tên xét. Tin cốt đây. Chịu ơi, tin cốt đọc thành tên cốt xong lái đi mà. Nối từ ba người đi, Mạnh nối với. Tái mít. Đấy, Mạnh nối câu đấy đi bạn. Đừng Mercedes em nhá. Mét lòng. Em hỏi Messi. Messi thì ấy. Đoạn này parkour kinh thế. Nổ tung. Alo. Tung hứng. Hứng thú. Thú vật. Vật vã. Vã gì anh? Vã nhau. Vã nhau có nghĩa không? Vào. Alo. Thôi chết rồi. Khó thế, cái bắc cua này khó quá. Thôi hay là anh em bước qua đoạn này trước. Cứ qua đoạn này đi đã, các con ơi. Đừng nối từ đoạn này, càng qua. Lên đây. Cao một lên. Yo. Yo, what's up? Well, nào đừng có block. Zo block. Ai đừng. Đừng đẩy anh. Đừng đẩy anh. Đứng ra cái vực này nhìn thằng Mạnh nó lên đi. Nhìn cách nó lên đi. Nó thổi. Nó thổi suốt mà. Ông ngào để điện thoại rung thế. Yo. Let's go. Yêu quái. Nàng mang nỗi đau cho anh vì nàng là yêu quái. Thằng đéo nào vào game này cũng A vậy. Ê. Yo. Oh, what the. Tại vì sao. Yeah. Cảm xúc kia quay về. Sao không nhảy. Nhảy đi chứ. Cho lưu đi. Cố đi. Đoạn này cho lưu đi. Ember ơi. Vai cả cứt. Hình như trong lòng anh đã không còn hình bóng em ngoài ai đâu. Hằng đêm anh nằm ao ước, chẳng nhớ ai ngoài em đâu. Vậy nên không cần nói nữa. Nhảy. Cái gì đây? Web là sao? Cảnh báo trơn trượt. Quẩy lên anh em ơi. Ê trơn. Vỏ chuối dày có móng tay nhọn. Hả? Nhọn. Đấy là vỏ quýt. Mẹ vỏ chuối đéo gì. Vỏ chuối dày có móng tay nhọn. Tôi mệt lắm rồi, mọi người. Chơi chỗ này tôi mệt quá.
chưa cho tôi rước đầu ấy. Anh Trung xem nào, cú quá nuốt đoạn băng rồi anh em nghỉ tí, em đau họng quá. Em xem thế nào, mua siro ho đi em. Chibi chibi chaba chaba, dubi dubi da ba da ba, skibidi dom yes yes, đớp đớp, yep yep, skibidi dom yes yes. Giọng không cao rồi mọi người ơi. Ôi, nói chung là tôi nghĩ là tôi sẽ phải bỏ cuộc ở đây đây, tôi chịu rồi mọi người ơi, chắc là sẽ phải bỏ cuộc ở đây. Và cảm ơn các bạn đã xem video cũng như cái livestream này. Nếu mà anh em mình thấy hay, để lại ngay cho tôi một like và một comment nha mọi người. Đừng quên đăng ký nữa.